Hello anh em nhé, đây bộ hát loa JBL 425-5. Hệ thống đồng bộ BS luôn, đẩy BS 3 kênh này. Vang BS, lưng và liên nguồn mic. Lắp ở làm sạch. Lắp phải làm sạch nha. Đấy, các bác đến làm sạch. Thưa quý vị. Êm nhỉ. Êm nhỉ. Hôm nay quá VIP rồi. Đẩy 3 kênh đến cả súp luôn. Mọi anh rất là sướng luôn. Càng ghét. Thế mic con này miễn là bàn. Ngày chung mình với nhau.
bác và anh em nhá, trong buổi chiều ngày 22 tháng 11 sẽ có đi lắp cho bác Trường ở chợ Vàng, xã Quyết Thắng, Thanh Hà, một cái bộ hát sử dụng loa JBL 4215/95 và một cái bộ hệ thống máy đẩy và bộ dàn máy đồng bộ của PS Audio. Các bác vừa được nghe bác ấy hát một khúc và sau đây em sẽ test một đoạn nhạc để các bác cảm nhận chất âm của bộ dàn này. Thì tổng cái bộ sản phẩm này có trị giá là 52 triệu đồng. Trong buổi chiều ngày hôm nay em đã lắp đặt và test âm.